Và đêm qua theo giờ Việt Nam, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ đã khai mạc hội nghị quốc tế về chống buôn lậu vũ khí với sự tham dự của đại diện 150 quốc gia. Hội nghị nhằm đi đến một hiệp định quốc tế mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt tình trạng buôn bán trái phép vũ khí thông thường. Theo các tổ chức phản đối lưu hành vũ khí thì cứ mỗi một phút trên thế giới lại có một người chết vì bạo lực súng đạn. Và hiệp định chống buôn lậu vũ khí cá nhân là cần thiết để ngăn chặn sự lưu hành của các loại vũ khí không được kiểm soát, vốn làm gia tăng các cuộc chiến tranh, các tội ác diệt chủng và tình trạng lạm dụng quyền con người. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon bày tỏ hy vọng các quốc gia sẽ đi đến hiệp định quốc tế về chống buôn bán bất hợp pháp các loại vũ khí hạng nhẹ và vũ khí cầm tay. Ông cho rằng chừng nào chưa có thỏa thuận quốc tế này, những loại vũ khí đó sẽ vẫn tiếp tục lọt vào tay các phe nhóm vũ trang bất hợp pháp cũng như các băng nhóm tội phạm và bọn cướp biển gây thảm họa cho con người. Ngành buôn bán vũ khí thông thường hiện đem lại doanh thu 70 tỷ đô la Mỹ trên toàn thế giới, trong đó Mỹ chiếm 30%, Nga đứng thứ hai chiếm 26%, và theo báo cáo mới nhất thì Trung Quốc đã xoán ngôi của Anh và trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 5 trên thế giới.